cái kỳ này á là gió làm cho cái củ khoai nó chuyển sáng, cho nên bà con ta cũng tâm linh theo, cho nên ta không có kêu cái củ khoai ngay cho ta lên, ta chỉ hơi chào người cho cái đầu để cho nó hơn, cho nó dễ như cái gì, nhìn vô dễ phân biệt ha. Ở đây thì bà con đã sinh sống giữa trên bờ, và thiên nhiên có một điều khác bây giờ là gì? Anh chị cũng sáng ra chợ mua đồ ăn nó mới, nhưng mà ở đây bà con không có lên chợ mua đồ ăn buổi sáng không có gì, nó sẽ có một cái chuồng đang nấu nó gì, nhưng mà nó sẽ bày ra cái cho nên là thịt cá rau củ bày ra giống như là những cái hàng bông trên bờ, cho nên ta kêu cái ghe là cái ghe hàng bông, họ sẽ chạy vòng 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 trong những cái con ghe nhỏ con ghe lớn như này để cho bà con mình có mua đồ ăn lương thực. Dạ, ví dụ mua được con cá thì nó gặp cái mua lại thôi quý vị. Chú hỏi con là tại sao nãy giờ không thấy cái sừng ba lá nào hết. Dạ, rồi đây có một lý do. Ngày xưa cô chú chị phương tiện có gì đi đó đúng không? Vợ chuyển qua tự sừng ba lá nó biến tấu hơn xíu ra là cái sừng đuôi thơm. Ví dụ cái sừng nãy giờ cô chú chị mình thử cái ngay này kia đó thì còn cái sừng đuôi thơm nha. Dạ, sừng ba lá bây giờ chịu vô đây thì hiếm lắm. Hồi đấy có chú bán vé số á. Dạ, để ý dùm em, có cái chú bán vé số ở dưới sầm. Chú nó sẽ chèo cái sừng ba lá. Dạ nghe, bà sẽ thấy đó nha, cô chú chị mình để ý dùm em nha. Rồi, ai đang cầm cái ly nước uống mà chưa có kéo, lưu ý giùm em, có cái muỗng nhớ đánh đều trước khi kéo giùm em. Bên kia nó lắc vậy lắm, mấy chị đánh không có đều đâu, là do có cái muỗng nó đánh đều lên cái hai kéo nha. Nhiều khi không đánh cái tự nhiên trên kéo cà phê dưới sữa không, nó lạ lắm nha, quý vị. Hả?
Ừ, nhưng mà ngồi luôn. Chưa có, lát đi xuống cuối chợ mới được ăn. Mình sẽ cùng với Duy di chuyển qua điểm tham quan thứ hai. Thì trước khi qua cái điểm số 2 thì mình sẽ ghé đầu khoảng 25 phút để tôi cũng gì mình đi vệ sinh và dùng điểm tâm sáng. Và nhớ dùm em nghe, do mình đi một cái đoạn đông như thế này, không thể nào mà cái tàu của mình cặp vô cái tàu ghe nhỏ đó cho ta ăn được. Cái tàu mình mà cặp vô cái là nguyên cái đống ghe nó dẹp đi cho bỏ chưa. Thành ra để tiện lợi ở đây vừa có người lớn tuổi vừa có cả em bé nhỏ nữa thì mình sẽ di chuyển lên một cái bè ăn sáng nó rộng giống như cái bè ăn sáng mình thấy vậy đó. Có cái chữ Ngọc Anh phía bên kia màu xanh đọc chú đó thôi đúng chị. Dạ mình sẽ qua bên đó mình ngồi chung một dĩ bàn giùm em luôn. Dạ đây sẽ có nhân viên hỗ trợ phục vụ cho đoàn mình nhìn vào người đưa mình gọi món giùm em ha. Rồi em chia sẻ chiếc tàu này đi cố định cho nên tất cả đồ đạc tiêu trang của mình cho quý vị có thể để yên trên tàu không cần phải cầm theo. Dàn kim cương hộp sòn nhớ đi nha, hồi chú nói gì chị nắm kiếm về không có tiền đợi thiệt cái tôi nói gì. Dạ và đặc biệt là gì ạ, ở đây có nhà vệ sinh di động sáng giờ cảm giác cuộc sống buồn vui của mình chưa được thoải mái thì có thể thoải mái phía trên này cũng được nha. Và một điều quan trọng cuối cùng và em quan tâm nhất và đặc biệt nhất nhớ gì đây, buổi sáng này mình ăn sáng giống như mình đang ở khách sạn hay sao khi tính bút phê gì đó, có gì cô chú chị tự chất thì em phần ăn sáng này. Sáng nay em đi làm chưa có lương cho quý chị em chưa có bao được, hồi về có lương bao người sao nha. Dạ muốn gì hồi lại đi về có lương rồi tính sao em cứ lớn việc. Rồi bây giờ mình kiểm tra giúp em đồ đạc tư trang ha, rồi để nó chuẩn bị di chuyển trên này nha. Rồi, bây giờ mà tất cả cô chú anh chị mình sẽ cùng với Duy kiểm tra đồ đạc tiêu trang để từ vị trí mình ngồi và cởi áo phao để trang trí Duy chị lên đây ăn sáng cùng em nha.
không đem thì bỏ đây, xách lên nó cồng kềnh. Ở đây ha. Dọa xuống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cũng ngon. Bún riêu cũng ngon. Bánh canh cua cũng ngon. Mình muốn ăn hát. Bún nước lèo hả? Thôi ăn bún riêu hả? Ăn bún riêu à? Dạ không, một bún riêu. Bên đây hai tô ít bún nha. Một bún riêu ít bún. Không chịu. Quá nhiều bún ăn không hết. Quá đẹp quá.
lượt. Được. Nước lèo nó nguội ngắt à. Nhìn nó bốc khói mà không hiểu sao nó nguội dữ ta.